Hello nha, chào mọi người nha, quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em game hãy giải trí mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video bạn ngoài like, share, theo kênh quý vị khỏe mình xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật quả cáp mới nhất của game hãy giải trí anh em, đặc biệt là có đây quên phần quà của Rairo mới anh em, phần quà gift code mới của Rairo các bạn cực kỳ ngon luôn. Thế bên nhà phát hành phát rồi nhưng mà không hiểu sao tôi check thư mãi mà không thấy anh em, bữa tôi có tham gia sự kiện hay tôi trả lời sai thì không biết các bạn. Ok, vấn đề này chắc chúng ta phải vào trong xem cái sự kiện thì chúng ta mới biết được anh em nhé. Ngoài ra thì có một thông báo khá là buồn, đó là tài khoản đăng nhập bằng Facebook lại bị lỗi rồi. Thì hiện tại tôi đang check cho anh em thì thấy thông báo mới là bị lỗi gọn nhé. Rồi, giờ thì chúng ta vào ghé fanpage và điểm qua sự kiện nào anh em. Ok các bạn, chúng ta ghé qua fanpage nào anh em. Bigo may mắn, hiện tại sự kiện tham gia ngay. Sự kiện Bigo may mắn vẫn đang tiếp tục đến hết ngày 28 tháng 4 anh em. Đối với nhận lượt tại lượt ô là thẻ kết thúc sự kiện vào 29 tháng 4. Ok các bạn, đây là thông báo mới nhất. Hiện tại thì chúng ta đã đạt được mốc 1.8 triệu rồi anh em nhé. Có lên anh em còn 200k thôi này, chúng ta sẽ ăn pull cái sự kiện lần này. Cán mốc 2 triệu anh em, một phần quà khá là ngon luôn. Các bạn nhanh tay nha anh em nhé. Thì tôi sẽ một khoản điểm qua luôn đi. Đây anh em, tôi không nhớ rõ lắm nhưng một phần quà 2 triệu của chúng ta nó khá là ok chứ mà không các bạn. Đây, ở đây anh em chung tay này, phần quà hai cụ cũng xem được à? Đây là xem được mà anh em. Thôi qua xem chi tiết vậy. Hướng dẫn đây anh em, qua bên phần hướng dẫn xem vậy. Video may mắn. Mới tự nhiên check được khu vực đấy mà. Ngoài code ra thì chúng ta sẽ có phần quà tham gia khi đủ mốc 2 triệu anh em. Nói chung đủ mốc 2 triệu là chúng ta sẽ gom về được phần thưởng khá là lớn anh em. Đây phải không? Đây phần thưởng tin lý lật thẻ. Đây như mốc thẻ cá nhân anh em. Đây mốc thẻ cá nhân rồi. Để bảng đua top. Đây đây anh em, đây. Nói đây rồi, đây. Phần thưởng chúng ta nhận thưởng này anh em này. Mốc 10k anh em. 50k đá FP này, kim cương đấy anh em. Rồi kim cương xem nào, đá cường hóa belly. Rồi mốc 20k anh em chúng ta có 2k kim cương này. Mốc 50k thì không có, mốc 1 triệu chúng ta có 3k kim cương anh em, là 5k kim cương nhá. 250k không có, mốc 500k có 5k nữa, 10k kim cương. Và mốc 2m nữa là có thêm 10k nữa là 20k kim cương các bạn. Thế thôi. Đúng qua phần chính các bạn có thêm mảnh crack đầu thứ này anh em này, rất là ngon luôn. Và còn 200k nữa chúng ta đạt mốc rồi anh em, cố gắng nhá. Rồi, tiếp theo thì chúng ta qua bên group này anh em. À quên. Qua group các bạn, group chính thức của bên Hải Tặc Đại Chiến. Tôi vừa mới thấy bài đăng ở đây. Đã trao quà sự kiện hỏi đáp cùng Roro, những thuyền trưởng nào đã tham hỏi đáp thì in game vật phẩm là chìa khóa địa ngục lần này. Ok anh em. Chiêu thức nào của Rairo giúp Zero thoát gì? Chiêu thức nào đã giúp Zero khỏi Luffy khi phô diễn tài năng ở lần gặp đầu tiên? Đáp án B. Nhấn giả hoán đổi chi thuật. Roro đã dùng pháp thuật này. Hiện tại thì tôi trả lời đúng mà không hiểu sao tôi không nhận được phần quà này các bạn nhá. Hơi bực mình một xíu nhưng mà không biết đây công nào giống tôi không, với tôi tham gia rất là đầy đủ anh em và đã trả lời đúng câu hỏi này luôn. Nhưng mà hôm nay thì không hề nhận được quà anh em. Làm gì có trong sự kiện vượt ngục mà thu hồi. C. Sao tôi không có quà vậy? Nami rõ ràng làm đúng thao tác, bỗng thấy Nami đẹp trai ăn mềm. Hết đẹp trai ăn ư. Ok, tôi giống anh em đây, Nami là con trai à không? Tôi chọn đúng, làm đúng cũng có quà đâu. Đúng rồi, bí mật này mỗi tôi biết. Thế bà Linh xinh đẹp của tôi đâu? Trong sự kiện vượt ngục rồi mới phát phần quà làm gì? Trao cái quà ai cũng được, mọi người ơi. Cảm ơn Nami. Đây anh em, đây là một bạn cũng đã nhận được phần quà. Hiện tại thì tôi chưa nhận được anh em nhé, không biết nên nói như thế nào nhưng mà tôi không nhận được. Ở đây không nào đồng cảnh ngộ không? Có sự kiện này luôn à? Ui có luôn này, không thể không tham gia sự kiện sao không biết này. Câu C, chắc hối tiếc. Cứ vứt cũng được nha, còn Nami thì giữ sự kiện vận ngục mở thì chơi tiếp à? À. Ok, nhiều anh em nhận được phần quà đấy, nhưng các bạn nào trùng quan điểm không? Tôi không nhận được các bạn ạ. Không hiểu tại sao mà tôi có tham gia đầy đủ mà không nhận được phần quà gift code đợi hỏi đáp cùng Zaro là anh em. Cay nhờ.
Đâu rồi, tôi check anh em, từ từ tôi lấy cái thông báo mới cho các bạn coi. Ui, 5 giờ trước các bạn này. Thông báo Facebook lại gặp sự cố về việc đăng nhập bằng hình thức loan ring Facebook. Hiện tại đang gặp một chút sự cố là mình đang thông báo kỹ thuật viên, họ đang tiến hành kiểm tra sớm nhất, mong các thuyền trưởng vui lòng đợi cho đến khi có thông báo tiếp theo. Lỗi này do Facebook nghen, các thuyền trưởng không liên quan đến Nami đâu. Thì cái này tôi cũng chịu, chả biết giải thích sao đấy. Thì thông báo qua anh em để các bạn đỡ khỏi phàn nàn, nhiều ông đăng nhập Facebook không vào được, để kêu anh ơi xem không vào được bằng ngạc Facebook đó. Thì hiện tại theo anh em buộc bú 2 mét ở Nami ơi, quá nên bị sẽ bị nối đền bù những ngày không đăng nhập được. Cái này hợp lý này, không phải đòi hỏi đâu, nhưng mà thực những ngày mà không đăng nhập được thì lên anh em 2 mét sau đủ đền bù đi Nami. Ai bù qua cũng hợp lý, anh em nên đền bù lại các bạn. Ok, đây những thông báo hot nhất trong ngày hôm nay rồi thì phải các bạn, giờ chúng ta quay lại in game nào. Nói chung thì có ông nào đồng cảnh ngộ thì like comment phát nào anh em, có bạn đấy các bạn nào đồng cảnh ngộ với tôi không, đó là không nhận được quà các bạn, mặc dù đã tham gia đúng nhé. Còn đâu anh em nào bảo tôi tham gia sai thì có thể kích lại video hôm bữa tôi có video tham gia sự kiện đàng hoàng. Hôm nay tôi tham gia và đã có quay lại clip, anh em có thể xem lại nhé. Nếu mà bạn nào bảo tôi tham gia sai, cay lá màn các bạn, tham gia mà không nhận được quà, biết nói là tại sao đây. Thôi nào, ghé bên này anh em xem nào, vé trên tay còn đâu. Ôi rồi còn thì tranh thủ anh em, vé trên tay còn thì phải tranh thủ các bạn kiếm búa thôi. Ok, thế hôm nay có mở đảo bánh các bạn nhé. Hôm nay tôi thấy bên này có mở sự kiện đảo bánh. Đảo bánh hiện tại để cờ rách đây. Odin cầm 2 Odin các bạn, mấy cả cầm win bệnh dịch đi là ngon các bạn. Đó, ok, đầu tiên thì chắc chắn là phải là Odin rồi nhé. Odin ra trận là xử lý nhanh gọn và sạch sẽ nhất. Đó, đầu tiên là chỉ có Odin rồi anh em. Đó, nhanh gọn sạch sẽ luôn. Ây da. Ây da, Odin nào. Bạn kinh nhờ ai. Kinh nhờ, ok. Chưa hại được cháu nào luôn ạ. Ok, cháu này yếu hay sao đó. Odin này của tôi hơi yếu bạn. Chết giờ mang nhầm, cháu này mới chính xác này. Đùa, cháu này mà vào đánh không được nữa là hơi toang ấy. Không, nhưng mà cháu này chính rồi anh em, chuẩn rồi. Cháu này mà đánh ngay toàn luôn. Lệch làm sao được. Ủa kìa, lệch à. Lệch à. Lệch kiểu gì. Lệch kiểu gì bạn chỉ mình với. Lệch kiểu gì. Ok, quét đi anh em. Giờ là quét nào. Rồi, đến trận gặp Aoichi này thì cho cơ lách à. Queen à. Win win anh em, nộn nộn. Win bệnh dịch mới đúng các bạn. Rồi. Ok, win nào. Ok, lại dùng nộn thịt đấy anh em. Cái này cũng dùng dùng cục thịt ạ. Láng phí giá man. Trận này Odin xử được này. Odin tiếp. Tiếp tục là Odin các bạn. Bữa là đến 17 đúng không? 14 rồi anh em. Đây lần nào cũng nói vậy các bạn, đến 14 này là lại toang ạ. Cay nhờ. 15 ạ, không hơn được. Ok, ô chết, hôm nay tôi chưa làm nhiệm vụ chiến trường các bạn. Không sao, mai thứ năm vẫn còn sự kiện các bạn, mai quay. Mai auto chiến trường sau vậy. Cứ bị quên các bạn ạ, tôi cứ bị quên anh em. Thành ra là mới vậy các bạn, bị quên anh em, có nhiệm vụ chiến trường mà cứ quên không làm. Cứ để đi qua rồi mới tiếc mới nhớ anh em. Tới nào. Tới nào rồi, ok các bạn. Su vòng quay. Quay luôn các bạn, được một lượt. 83. 83 thì thiếu hơi nhiều đấy các bạn. Thêm được 10 thùng bia, ok. Chúng ta sẽ vô sự kiện anh em nhé. Chiến trường này anh em này, xu vòng quay. Vòng cuối rồi, có bia vàng. Áo quần đặc biệt anh em. Đây thì 150. Ok, thêm 3 lần nữa thì chúng ta thêm được 2 vé.
Rồi, được hai lần anh em. Úi. Trời ơi, nhân phẩm là đây chứ đâu anh em. Đây mới gọi là nhân phẩm này các bạn này. Cái này mà không bảo nhân phẩm nên tôi chịu rồi các bạn. Best nhân phẩm luôn anh em. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời. Bây giờ thêm Zyro nữa à. Úi giời ơi, còn gì tuyệt vời bằng anh em, túi nào. Đâu rồi? Đây anh em, Zyro đây nào. Túi coi anh em. Tôi nhìn hết form đến chỉ 10 sao rồi. Mới nhìn là lân game ma như hết rồi các bạn. Ok, mới lân game ma hết rồi. Đó, hiện tại là lên được E3 anh em nhé. Cũng khá là ngon. Hôm nay theo này lên được Zyro, lên được E3. Giờ thì cũng đơn giản thôi. Nào, luật. Luật này như để ra trận thì phải nhờ. À đâu dòng hỗ trợ mà. Hỗ trợ thì ra ra trận cái gì anh em. Ô kìa, hết form rồi à. Tôi nghĩ hết form rồi ạ. Ô kìa. Cái túi còn chứ. Để lên luôn anh em. Úp lên luôn đi. Ô kìa, luật đâu rồi. Đây các bạn. Thoải mái 16 form các bạn. Lấy 2 form nữa được. Không lấy nhiều bạn. Không lấy dư, không lấy thừa. Đúng là đủ anh em. Ok, lên luôn. Rồi, Zyro. 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Thức tỉnh E3 các bạn. Ok, ngon lành. Chúng ta lại có Zyro lên E3. Tuyệt vời. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay kết thúc thôi. Hẹn mọi người ở kênh em nhé. Các bạn có vấn đề hoặc thắc mắc thì comment dưới video. Video hôm nay kết thúc đây. Hẹn mọi người theo. Giờ thì bye bye.